Trong video này kênh YouTube 3 Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về cái mẫu bản vẽ xin phép xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mới nhất. Đây là cái bản vẽ cấp phép xây dựng đã được cấp giấy phép vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Thì cũng như các cái quận huyện khác mà chúng tôi cũng đã từng làm video để giới thiệu đến quý vị trên cái kênh này, thì nó có những cái điểm chung và riêng như sau. Thì đa số là các cái điểm chung. Đầu tiên, đây là một cái bản vẽ trên cái khổ giấy A1, và với cái kích thước cái lô đất và kích thước cái công trình như này thì chúng ta vừa đủ cho cái việc trình bày trên cái khổ giấy A1. Đối với những công trình có kích thước nhỏ hơn thì chúng ta có thể trình bày trên khổ giấy nhỏ hơn là A2 rồi A3. Còn đối với những công trình có kích thước lớn hơn thì chúng ta có thể trình bày trên khổ giấy A0 và những cái khổ giấy khác. Rồi ngoài cái chung là cái khổ giấy thì đây là cái khung tên. Đầu tiên là cái khung tên, nó thể hiện cái đơn vị đo vẽ, thông tin của đơn vị đo vẽ, thông tin về địa chỉ công trình, các cái bản vẽ được trình được thể hiện, người thiết kế, đây là bên chủ đầu tư. Rồi nó có một cái khác so với một số quận là ở đây chúng ta chừa một cái không gian đã được định trước bên trên cái khung tên để cho phòng quản lý đô thị cũng như là ủy ban nhân dân quận ký tên và đóng mộc duyệt vào. Thì ở quận Tân Phú thì ngoài phòng quản lý đô thị thì phải có chữ ký của phó chủ tịch và con dấu của ủy ban quận. Các cái quận khác, đa số các cái quận khác thì không cần cái con dấu của ủy ban, chỉ là con dấu của phòng quản lý đô thị thôi. Quý vị có thể vào kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng tham khảo cái mẫu bản vẽ xin phép xây dựng của một số quận mà chúng tôi đã giới thiệu để biết cái sự khác biệt này. Rồi bắt đầu là chúng ta có cái sơ đồ chỉ dẫn. Đây, sơ đồ chỉ dẫn các cái đường xương cá, đường chính vào công trình. Đây là hướng Bắc. Rồi chúng ta phải có cái họa đồ khối tỷ lệ 1/200 thể hiện cái kích thước của lô đất cũng như là tương quan với các cái khu vực xung quanh hai bên phía sau và đường phía trước. Rồi đây là cái bảng tính diện tích. Một số quận thì cũng không có cái bảng này. Đây, cái ghi chú về giải thửa. Rồi chúng ta có cái bản đồ vị trí tỷ lệ 1/500. Này, cái đây thì không có kích thước rõ ràng, chỉ là tương quan về mặt số lô, số thửa thôi. Rồi sau khi có những cái bản vẽ mang tính chất tổng thể như là sơ đồ chỉ dẫn, họa đồ vị trí, rồi cái họa đồ khối, thì chúng ta bắt đầu vào những cái chung khác. Thì ở các cái quận, một số quận thì người ta không có cụ thể tất cả ba cái bản vẽ này, mà chỉ có một hoặc hai trong ba cái này thôi. Thì ở Tân Phú thì nó tương đối cụ thể, đầy đủ hơn. Chúng ta có các cái mặt bằng kiến trúc, mặt đứng và mặt cắt. Thì chúng ta có cái mặt bằng cũng giống như các cái quận khác thôi, mặt bằng tầng 1 kết hợp với cái bản vẽ cấp điện, cấp thoát nước thể hiện kích thước, các cái kích thước cơ bản cũng như là
cái khoảng cách từ ranh lộ giới đến tiệm đường. Rồi chúng ta có mặt bằng tầng 2, tức là tầng lẫn á, thì theo cái quy định mới thì người ta tính lẫn là một tầng luôn, cho nên là trước đây thì tầng lẫn thôi, tầng lẫn là một cái tầng đặc biệt kết hợp với tầng 1, chứ nó không có nó không phải là một cái tầng riêng. Thì bây giờ theo quy định mới thì nó đây là một tính một tầng, cho nên người ta tính tầng 1, tầng 2, là tầng 3, tầng 4, tầng 5. Nếu theo quy định trước đây thì chúng ta sẽ ghi là tầng 1, tầng lẫn, rồi đây mới là tầng 2, tầng 3, tầng 4 này. Rồi chúng ta có cái mặt bằng tầng 6, đó là sân thượng. Thì trước đây sân thượng thì được tính là sân thượng thôi, chứ không được tính là một tầng. Cho nên nó có những cái mới như vậy. Đây là mặt bằng mái. Rồi thì sau khi thể hiện đầy đủ các mặt bằng thì chúng ta thể hiện cái mặt cắt. Đây, mặt cắt thì thể hiện cũng các cái kích thước dọc nhà, kích thước theo chiều cao, tiệm đường, từ tiệm đường đến ranh lộ giới. Và ở đây thì chúng ta có cái ô kỹ thuật thang máy nè. Vì cái nhà này là nhìn trong mặt bằng thì quý vị thấy nó có cái thang máy đây. Cho nên nó là nó có ô kỹ thuật thang máy. Thì trước đây á, và hiện nay cũng vậy, một số quận thì người ta chưa có cho cái ô kỹ thuật thang máy này. Riêng thành phố thì người ta cập nhật cái quy định mới đầu năm 2018, cho nên được xin phép cái ô kỹ thuật thang máy thể hiện trong mặt cắt cũng như là trong mặt đứng. Đây, mặt đứng tỷ lệ 1/100 cũng có thể hiện cái ô kỹ thuật thang máy. Rồi thì sau khi thể hiện đầy đủ các cái mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt kiến trúc thì chúng ta đến những cái thông số cơ bản về kết cấu. Thì chúng ta có sơ đồ bố trí móng như này, thì cũng có kích thước, những kích thước cơ bản và những hình thức móng bằng này, móng đơn. Cái móng này thì cũng như giống như tất cả các cái bản vẽ xin phép khác, nó mang cái tính chất ước lệ theo quy định thôi, chứ nó không có, không phải là cái móng mà chúng ta có thể áp dụng cho việc thi công, và nó cũng không có đầy đủ các cái thông số cần thiết cho cái việc thi công. Thì về kết cấu thì ngoài cái sơ đồ bố trí móng tỷ lệ 1/100 thì chúng ta cũng có những cái mặt cắt, những cái chi tiết cái mặt cắt móng cũng mang cái tính chất ước lệ như này. Chúng ta có bóng loại móng thì có bóng cái mặt cắt như này. Rồi đây là cái phần ghi chú, ghi chú cho cái phần nằm ngoài diện tích như này, nằm ngoài cái ranh lộ giới á, không được xây dựng. Thì cái đây thì nó nằm trong cái mặt bằng tầng 1 đây. Thì sau khi chúng ta trình bày được một cái bản vẽ nó đầy đủ, nó đúng quy định thì chúng ta sẽ nộp vào y bằng quận kèm với một số cái giấy tờ cơ bản như là photo giấy chủ quyền và cái một số cái giấy tờ theo quy định riêng đặc thù như là cái bản cam kết không gây ảnh hưởng đến công trình lân cận trong quá trình thi công. Thì chúng ta sẽ được xem xét, và sau một thời gian thì khoảng tầm 2 tuần thì chúng ta sẽ được cấp một cái tờ giấy phép như này. Đây là cái giấy phép được cấp kèm với cái bản vẽ mà chúng tôi đã giới thiệu từ đầu video đến bây giờ. Giấy phép thì cũng có hai trang. Cái trang đầu thì nó sẽ giới thiệu về các cái thông tin cơ bản về chủ đầu tư, về quy mô công trình và một số cái giấy tờ đính kèm như này, chữ ký. Rồi sau đó là cái mặt sau là những cái ghi chú cần thiết. Kênh YouTube Kho Tư liệu Xây dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi
cập nhật những thông tin, những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận từ thực tế liên quan đến xây dựng và post lên kênh hàng ngày.